Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với PVZ2 của kênh Gà Game. Ở tập trước thì chúng ta đánh bại con boss rồng và tập này chúng ta sẽ đến với thế giới âm nhạc. Và sau thế giới này sẽ là thế giới cổ đại. Chúng ta còn 4 cái đảo nữa. Phá đảo là chúng ta có thể chơi xong hết tất cả các cái đảo của game này rồi. Với màn 1 cũng không xa lạ gì. Màn 1 thì chúng ta sẽ có cái con dập, nó dập ra sóng âm ấy. Rồi. Không ngờ là có thế giới âm nhạc. Chúng ta xem có cây gì xịn không. Toàn cây đầu khớc này, lấy một cây dày. Rồi. Mình sẽ lấy hoa mặt trời hai đầu. Mình sẽ lấy đâu cái con dập nữa nhỉ. Đâu rồi, của tôi đâu. Chắc là mang theo cả Headbuster đi. Hai con mini này đi. Con dập của tôi đâu nhỉ? Đây. Upgrade lên. Sát thương con này chỉ có 25, nó có sát thương cũng hơi bé nhỉ. Nâng cấp được tiếp này. Lần nâng cấp lên level 3 là nó sẽ không cộng sát thương. Ô, nâng được tiếp nữa này. Nó sẽ cộng thêm 10 sát thương. Rồi, chúng ta gần như không nâng được nữa rồi. Con này một cái hệ cơ bắp. Và chúng ta sẽ chơi theo phong cách min cơ bắp. Còn con nào đâu nhờ. Thôi rồi, chúng ta sẽ cho thêm con này. Cái con đồng tiền đó nhỉ. Cho thêm con này đi. Ok, chiến đó. Chơi hoa hai đầu nên là màn này cũng phải chờ đợi. Trong chờ đợi chúng ta sẽ dùng con min cắt này. Anh em cũng có thể dùng cái xẻng để tẩy mấy cái con ở gì, cái con gọi là con gì, con bẫy gai đi để lấy mặt trời nhá. Một đồng tiền này. Một cái blend food. Bẫy gai này thực sự là nó đã quá mạnh rồi. Ngay cả một zombie đội mũ cũng chết dưới chân nó. Và bắt đầu có một con đội xô. Chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ cho nó ăn cái này. Rồi, blend food. Cái sức mạnh của con này thì cũng rồi, chúng ta sẽ cho Headbuster diệt nó. Chúng ta sẽ lấy mặt trời từ nó. Tầng này mặt trời chắc là đủ rồi nhỉ. Tiếp tục này, dập nó này. Cho hai phải lên phút này luôn này. Dập nó này. Này này, dập tiếp này. Ôi trời, nhưng mà mình có cái con âm nhạc này rồi. Mình nghĩ là lên cho AI lên tạo ra một hệ mới. Đó chính là hệ gọi là hệ xung chấn, hệ sóng âm gì đó. Chứ hệ cơ bắp thì nó hơi bị ối rồi ôi. Cũng có một vài có một con nữa giống con này nhưng mà nó phải mất tiền mới mua được các ông ạ. Mình thì không có tiền để mua. Nên là thôi dùng hàng free thôi. 40 mảnh. Vậy là mọi người muốn mở khóa cái này sẽ phải mất 40 mảnh. Còn nếu mọi người đã mở khóa rồi mà đánh cái màn này thì chúng ta sẽ nhận được 40 mảnh. Cái này là lỗi game hay sao ấy? Đây, ấn không được luôn này. Cứ làm ôn này. Rồi, có được cái gì đâu. Lỗi game rồi. AI dạo này lạ lắm. Chúng ta sẽ let level đi. Quảng cáo. Xem xong cái quảng cáo rồi. Ấn mất con liên tưởng là theo. Ui giời ơi, map này mình lỡ mở nó rồi. Mình tính mở từ từ thôi. Quật luôn màn 2 cho nó. Ôi giời ơi luôn. Nhiệm vụ gì đây? Mà nó bắt buộc phải dùng con cơ bắp à? Đây này. Anh em có thấy cái con kiwi không? Con kiwi này nó đây, mình sẽ lấy nó nhá. Ok, chúng ta đã có kiwi, một cây hệ cơ bắp. Nó cái cây kiwi này nó cũng giống như là cái cây cái máy dập, cái cây gọi là cây dập này này. Mình nâng được nó level nhưng mà mình không có tiền mua cây này nên mình không thể nâng được nó. Rồi chúng ta sẽ mang theo hệ lần này siêu hoa mặt trời cổ đại nhá. Mình sẽ mang theo một vài cây cơ bắp nữa. Không thể thiếu min cơ bắp và con min cắt để chúng ta câu giờ rồi. Và chơi thôi.
Con này, cái con củ hành dập này thì nó sẽ có giá 150, còn cái con kia nó sẽ có giá là cao hơn một chút, sẽ là 175. Không chồng vội. Liệu cái con này mình nâng cho nó vài level liệu có ăn được không? Ăn được nhá. Rồi, con này thì ui. Con này nó khá là trâu mọi người ạ. Khỏe phết chứ đùa. Bắt đầu ui. Mình thấy cái tầm dập của nó cũng không xa hơn cái con củ tím tím này là mấy. Thực sự đấy, nó không xa hơn là mấy đâu. Được cái là nó khá là trâu. Chắc là vậy. Rồi nó sẽ lớn lên. Không lớn à. Khi mà nó có 3 mức độ lớn nha. Ở mức độ 1 thì lúc chưa lớn nó khá là bé, rồi head booster, và mình sẽ dùng cây min cơ bắp hóa nhỏ chúng nó lại và búp cho những hệ cơ bắp của chúng ta. Ui rồi. Con này có hai ba hệ lớn, mỗi một lần lớn nó thì zombie đứng gần đấy sẽ bị nó đẩy văng ra. Và sẽ lớn được 3 lần, và là cái lần lớn to nhất chính là cái hình này này. Đây chính là hình ở cái sân chúng ta đây, sẽ là lớn to nhất. Net never đi. Cái gì? Mảnh thì mình có 4.000 vàng, 20 kim cương. Làm gì có tiền mà mua cây đúng không? Làm gì có tiền mà mua cây mà. Làm gì có tiền mà mua cây không? Mua mảnh cũng vô ích thôi. Các ông không có tiền mua cây thì các ông mua mảnh cũng vô ích thôi. Bởi vì làm gì có cây mà lâng đúng không? Cây mua bằng tiền, bắt buộc phải mua được cây thì mới chơi được mảnh. Ô, mà này trên mặt trượt. Và chúng ta có cây hoa xương rồng. Cây hoa xương rồng này cũng là một cây phải mua bằng tiền. Rất là tiếc phải mua bằng tiền. Và nó có thể bắn được 3 mục tiêu cùng một lúc. 3 mục tiêu cùng một lúc cho không thể bắn được nhiều hơn đâu nha. Và khi cho nó, mình nhớ xem trên mạng thì khi mà cho nó ăn plant food thì tất cả gai nó sẽ trở thành gai xanh. Đây. Đó. Ngoài ra nó còn một chức năng nữa, đó chính là khi anh em trồng gần zombie thì nó sẽ có sao nhỉ? Nó sẽ gọi là chui xuống và trở thành một cái bẫy gai. Mỗi hàng mình sẽ cho một cái blend food cho nó dễ chơi nha. Con này vừa có thể làm cây để bắn, vừa có thể làm bẫy gai. Nhưng mình nghĩ là để nó trở thành cái bẫy gai thì sẽ mạnh hơn, bởi vì là bẫy gai có thể gây sát thương lên được nhiều mục tiêu. Còn ở để ở dạng bình thường này nó chỉ gây được cho 3 mục tiêu thôi. Đúng là vậy. Ô chết cha con đội xô này. Nãy phải gảy nó ra rồi. Phí quá nhờ, mất mấy cái cây. Đó nó sẽ chui xuống đất và nó sẽ trở thành một cái bẫy gai. Cho thêm bông hoài đi. Rồi chúng ta vẫn sẽ win thôi. Có một chút sai sót nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều. Và chúng ta sẽ vừa test xong cái cây xương rồng rồi. Một cái cây phải gọi là rất là đa năng, nhưng mà nó không có sự đột biến. Ví dụ như kiểu là một cái cây bờ đậu, khi mà zombie vào tiến vào gần ý, chúng ta có thể dùng vừa lem phút quét sạch đàn zombie đó. Chúng ta về map nha. Còn cái cây xương rồng này, blend food của nó chỉ đơn giản là tăng đam thôi, nó chả có một sự gọi là sát thương to bất ngờ gì cả. Và cuối clip thì mình sẽ làm một ván Pizza Party nha, và mọi người xem video đừng quên cho mình xin nút like và nút đăng ký kênh, bật chuông báo để ủng hộ cho Gà Game ra những video tiếp theo nha. Còn giờ thì chúc mọi người xem nút video vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người.